Bây giờ bác lại em đâm đây. Hôm nay lại quay lại làm lại video điều hòa bác. Và hôm vừa rồi thì một phần là do nhà hết máy. Và một phần nữa là hình dịch bệnh chung. Nên là nhà em phải hạn chế buôn bán. Nên là em phải chuyển bớt điều hòa bên trong nhà. Chỉ chuyển ra ít này để quay video cho bác. Thì hết em lại chuyển ra. Bây giờ em giới thiệu bác đây một mẫu điều hòa Panasonic. Con này thì được sản xuất vào năm 2013. Thì để trước tiên em quay vào chi tiết máy thì em sẽ quay qua cửa hàng em như thông thường. Để bác nào đã biết kênh em rồi thì có thể xem và ủng hộ em. Và bác nào mà đang trong tình trạng mà cân đối mua máy thì có thể theo dõi video này để mình xem như thế nào để mình phân biệt được một chiếc máy tốt và cũng như là sao đảm bảo được là mình lắp phòng mình hợp lý nhất và để tiết kiệm điện nhất. Bởi vì có nhiều bác thì đang trong tình trạng là mình băn khoăn giữa máy mới và máy cũ. Thì em quay qua và cửa hàng em trước để bác vào xem kênh thì chưa ưng trước này thì mình có thể đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên. Em lên cái video là bác lọc ưng thì trước là mình mua trước đấy. Thì cửa hàng em là Thanh Lâm Gia Man Shop. Địa chỉ của em ở Cầu Giàm, Tân Hương, Linh Giang, Hải Dương. Số điện thoại là 0377996066. Số dưới là 0975360433. Dãy số dài là tài khoản ngân hàng em. Và tên chủ tài khoản là Nguyễn Thị Thanh. Tên ngân hàng thụ hưởng là Vietcombank. Thì em đang giới thiệu bác đây là một mẫu điều hòa Panasonic. Con này được sản xuất vào năm 2003. Má cuối của nó sẽ là má 5 sản xuất. Vâng, chiếc máy này thì cực kỳ là đẹp và sắc nét. Máy thì là màu sơn nhựa trắng nguyên bản, không có hiện tượng là vàng ố cũng như là vỡ bể gì. Bởi vì những chiếc máy em tuyển chọn bán cho các bác ở đây là em đều lọc những chiếc máy đẹp nhất ở cửa hàng nhà em. Đây, dàn mới tinh luôn. Đây, dàn mới tinh luôn. Chiếc lắp thì em đang bỏ xuống để em cắm điện vào để em test máy cho các bác để quá xem trực tiếp máy luôn. Đây, máy rất là êm, trắng trẻo, lưới sạch. Cục lóng đằng sau đây, camera quay cục lóng đằng sau. Đây, cục lóng đằng sau đây đẹp không tìm một vết luôn. Đây mặt lạnh này, đít đằng sau này không hiện tượng là vỡ nứt bể gì, hàn nhựa nhất gì, rất đẹp, giác co được còn nguyên. Đấy, đầu vịt cục lóng còn nguyên. Đầy đủ ba vịt, đầy đủ ba vịt, không thiếu cái vịt nào cả. Đấy, đầy đủ ba vịt cho các bác, đầy đủ hết. Đấy, những chiếc máy em đã tuyển chọn ở đây thì hầu như là những chiếc máy rất là đẹp. Và nhiều bác cứ điện thoại cho em và em cũng rất bận nên là em nói rất là ngắn mất. Thì bác nào mà biết chơi máy bái rồi thì các bác ấy tự hiểu. Còn những bác nào mà đang trong tình trạng băn khoăn mua máy thì hãy lên xem video này để mình cân đối mình mua một chiếc máy. Nhiều bác điện thoại cho em là nhà có máy 2017-18 không. Thì em cũng xây với bác là nó cũng có một lô máy về thì nó xác suất nó sẽ rơi vào tầm 100 con thì nó sẽ rơi vào tầm 3-4 con đời 2017-2019. Chứ không bao giờ có một cái cửa hàng mà con máy nào cũng 2017, có những bác điện bảo ui à, có chỗ người ta toàn máy 2017-2019. Thì các bác cũng nên bình tĩnh và mình ngồi mình suy ngẫm lại. Thì cũng như ở Việt Nam như trước này, ở Việt Nam điều hòa Việt Nam 220 thì trước này nó rơi khoảng tầm 10 triệu, 13 triệu máy 2 chiều inverter. Thì các bác hình dung vậy, ở bên Nhật nó cũng là 43-40 triệu. Lắp xong một chiếc máy thì nó rơi vào ship shop vào hơn 40 triệu. Thì các bác cứ hình dung là như vậy. Thì người Nhật người ta cũng không giàu có lắm đâu. Và đất nước Việt Nam mình không giàu có lắm đâu. Mà người ta chưa dùng xong 1-2 năm người ta nó vứt đi. Đấy thì các bác phải lên cân nhắc. Của bác anh mua chiếc máy sản xuất năm 2002. Và bác anh mua trên Hà Nội và người ta đóng tem đến 2019. Thì máy nó có hỏng và bác cũng quay em thì em bảo bác là máy bị đóng tem. Bởi vì là những chiếc máy làm lại tem này thì phải là thợ lâu năm trong nghề. Cũng như là có những cái vốn kiến thức riêng thì người ta sẽ hiểu được. Có những bác thì bác ấy không làm về cái mảng sửa chữa điều hòa như bọn em thì bác ấy mua thêm về bác ấy bán kiếm thêm thu nhập. Thì bản thân cái người mua đấy người ta cũng không biết cái máy sản xuất bao nhiêu, người ta cũng mua như các bác. Rồi thì những đơn vị người ta cạnh tranh buôn bán thì người ta làm những cái phương thức mà theo em thì các bác có tiền thì ở trong túi các bác mua ở đâu là quyền của các bác. Còn bọn em bán máy thì bản chất em là người bán máy thì em không biết nói dối đâu. Và các bác xuống nhà em mua hàng đấy, bao nhiêu cái máy em vài trăm cái máy bao nhìn đấy, không bao giờ nhà em còn máy, chỉ vài hôm em bán vài trăm chiếc máy. Nên là các bác hình dung vậy, cửa hàng em là một cửa hàng lớn và máy móc nhà em rất nhiều. Và mấy nay em tăng dịch thì em dọn gọn và các bác nhìn thấy hơi vơi vơi thôi. Chỉ có yên tâm, các bác mua một lúc 7 chiếc ở nhà em chuyển đi Thanh Hóa, các bác ở trên Lạng Sơn, ở trên Hà Giang bác mua một lúc 6 chiếc bác về bác lắp nhà bác ấy, mà trên đấy có bán cho bác không mua. Bởi vì người ta mua một cái máy không những người ta đặt niềm tin vào cái cơ sở mua mà người ta tin vào cái chất lượng của người bán và cũng như lời cam kết. Như nhà em ấy, tất cả những chiếc máy ở nhà em đã lên kênh YouTube này bán cho các bác thì các bác yên tâm là máy zin mạch zin
Ở nhà em không có qua sửa chữa đâu. Và tất cả những video em đều cam kết là máy, nếu như máy em nào đã qua sửa chữa rồi thì mặc định các bác sẽ được tặng 10 triệu. Và em tặng không như chiếc máy cho các bác lắp luôn, không bao giờ các bác phải nghĩ luôn. Nên là mình mua bán ở đâu mình cứ hình dung ở Việt Nam mình, bên Nhật cũng vậy, mình hình dung ra như vậy. Và càng những chiếc đời thấp thì mua những chiếc đời, muốn một đời máy thì nó có một điểm nhược điểm riêng cũng như là một hiệu quả riêng. Những cái đời 2013 còn CS này thì có nghĩa là cái má này của nó là dàn nó rất là dày, bởi vì bọn em làm lâu năm nên bọn em có kinh nghiệm hơn. Và những chiếc má này em tuyển chọn, tức là đời này dàn đầu rất dày, dùng rất là yên tâm. Và có những bác đến nhà em thì bác bảo tại sao nhà chú ấy dùng đời thấp ấy, nên em đang dùng cái máy 2005 cơ, 2006 cơ. Thế là sao, tại sao thì em bán đời cao em lại không dùng, phải có lý do của em tại sao không dùng. Thôi thì cái đấy thì để dành riêng cho các bác trải nghiệm và các bác tự đánh giá cái sản phẩm. Rồi em đang giới thiệu đây các bác là một mẫu điều hòa đây rồi, máy thì không vướng phải gì. Con này thì nó là đầu 22, tức là máy 9000. Con này thì ở Việt Nam mình do điều kiện nắng nóng, nó không như ở bên Nhật. Ở bên Nhật thì trước này lắp cho phòng 15m², nhưng ở Việt Nam mình nó nắng nóng cục bộ, nên là chiếc máy này chỉ lắp được khoảng tầm 12-13m² quay về thôi. Thế nên là máy thì ba la thì được nhược điểm của thằng ba la này là nó rất là bền, nhưng mà bị một cái kém là nó chạy lạnh là kém hơn, nhưng lại tiết kiệm điện hơn. Đấy thì dùng cho nhiều bác như đai kim thì nó tốn điện hơn, nhưng ngược lại thì nó lại lạnh sâu hơn, lạnh tốt hơn và làm lạnh nhanh hơn. Đấy, muốn một con máy nó đem lại một cái trải nghiệm khác nhau. Em bán cả dòng đai kim và dòng ba la, thì em bán những cái dòng tên tuổi nhất, em bán những cái dòng điều hòa linh tinh thì em không bán. Và đặc biệt nhà em thì không có câu chuyện là đóng tem là một này, là không bao giờ có đâu. Các bác mua không được, không mua không được, em bán cho người khác. Bởi vì là tiền ở trong túi bác, em có nói nữa thì các bác không mua thì có cũng sẽ không bao giờ mua. Đấy, cho nên là mình làm sao mình xem được chiếc máy làm sao mà hợp lý với túi tiền nhà mình nhất, mà bền bỉ nhất như trước này ha. Em đang bán là giá là 5 triệu, như mọi năm trước này là bán là 6 triệu, nhưng mà năm nay do tình dịch bệnh chung và như điều kiện kinh tế khó khăn thì bản thân nhà em đang bán những chiếc máy này ra, hiện tại là đang bán hòa vốn chứ không có đồng lãi nào đâu. Cái 5 triệu thì em bảo hành cho bác 1 năm chạy trái đi thôi. Máy thì gồm bộ khiển và bảng tôn đi theo máy. Và nhiều bác đi mua máy thì các bác có bộ khiển zin, thì những điều hòa VIP thì bắt buộc phải dùng khiển zin, bởi vì cái khiển nó tiền triệu. Nhưng riêng cái dòng điều hòa inverter 2 triệu này thì nó chỉ là dùng cái khiển bình thường thôi. Thì nhiều bác thì bán cái khiển có chữ Nhật này, thì thực tế nó cũng khó khiển này, nhưng mà nó là 50-60 nghìn, thì nó toàn tiếng Nhật tôi nó khó dùng lắm. Mấy hai là những cái khiển đấy thằng tàu nó nhái nó phòng phánh lắm, nên là em không mua những khiển đấy. Tức là em chỉ mua những khiển nào nó bền, như khiển này là của hãng Ba La rất là bền mà giá trị nó rất là rẻ, nó chỉ có 33 ngàn thôi. Thì các bác hỏng thì các bác dùng 3-4 năm mà chẳng may nó rơi nó vỡ nó hỏng thì các bác mua ở chiếc khiển quán đại lý nào mà người ta cũng bán, nó rất là rẻ đấy. Thì bác nào ưng thì có thể alo trực tiếp cho em. Máy thì trùng đầu trùng đít rồi, mà máy thì cực kỳ sắc nét, không có hiện tượng là vỡ lẹ bể nan gì, rất là đẹp, không móp nhất gì, cam kết là trắng nguyên bản, không có sơn xi lên màu gì đâu. Đây là màu nhựa trắng tinh khôi của nó nhất, sản xuất đắt 2013 mà giá thì cực kỳ sốc rồi. 5 triệu bảo hành trong 1 năm. Bác nào mà thích mua đứt bán đoạn ở nhà em mà muốn bảo hành 1 tuần ở nhà em thôi thì em tụt ngay cho 500 ngàn. Đấy, giảm luôn cho 500 ngàn, còn chỉ còn 4.500.000 đồng bảo hành cho 1 tuần, còn bảo hành 1 năm thì là 5 triệu. Và máy thì các bác mua thì nhà em có hỗ trợ bán vật tư cho các bác, thì vật tư thì là như mọi lần vẫn là 400 ngàn rồi. Thế thì bác nào ưng thì bác mua trực tiếp cho em. Đấy thì cái video thì máy nó rất là sắc nét, mà em cũng không giới thiệu kỹ một gì, bởi vì là máy nó không có cái gì mà để mà soi mà xét hoặc là thiếu thốn cái gì cả. Đấy thì bác nào ưng thì alo cho em, vì những chiếc máy là nó bị nứt nhất đâu thôi thì cũng mới cần quay kín. Những chiếc này thì chẳng có gì mà để mà quay, chỉ quay qua chạy lại nóng lạnh 2 chiều là êm như du này. Thưa các bác nghe cái quạt này đấy, bác nào ưng thì alo cho em theo số điện thoại này nhé. Giá đấy em bán cho bác là vẫn có giá thương lượng, các bác cứ alo cho em, cứ alo là mua được giá là cũng bán. Em bây giờ còn ế rất nhiều máy rồi, còn hàng trăm đầu máy nó đang ế rồi, nên các bác cứ alo cho em, cứ alo là mua được đấy. Bây giờ nhà em vẫn có xe vận chuyển đi các tỉnh nước Bắc, cái lượng xe vận chuyển đi các tỉnh nó sẽ giảm đi, nhưng mà 2 ngày nó sẽ chạy 1 chuyến, có những chỗ thì ngày nào cũng chạy đều, nên các bác yên tâm là em vẫn cứ vận chuyển đến tận nhà cho các bác nhé. Đấy, các bác ơi, alo trực tiếp cho em, bởi vì video cũng hơi dài rồi, em cũng xin phép kết thúc ở đây. Em chào các bác.